nội trợ hiện đại nhưng bạn vẫn băn khoăn không biết làm thế nào để tiết kiệm thời gian, chi phí, làm sao để nấu được mọi món ngon trong tích tắc. Nồi chiên không dầu Kalaki 12 đột phá công nghệ chiên nướng, dùng tích 12 lít siêu khủng, đa dạng chế độ nấu. Cùng lý giải tại sao gia đình của bạn cần tới sự hiện diện của em nó nhé. Đầu tiên, Kalaki 12 có khả năng thay thế 9 loại thiết bị nhà bếp khác nhau. Chỉ cần chuẩn bị, đưa nguyên liệu vào nồi, chọn chế độ nấu với thao tác một trạng có bảng điều khiển cảm ứng kết hợp với nướng xoay thông minh. Thực hiện món ngon siêu nhanh, nồi được tích hợp tới 10 cộng 7 chế độ nấu đa dạng, chẳng ngại món khó khi có Kalaki. Thứ hai, nồi trợ thông minh, cân bằng dinh dưỡng. Nồi sử dụng công nghệ chiên Rapid Air giảm tới 95% lượng chất béo, công suất 1.800W, quạt đối lưu 300W, luân chuyển luồng khí tốc độ cao, thực phẩm chín đều, không cần dầu và vẫn thơm ngon, giòn rụ. Chiên rán mọi thực phẩm không lo ám khói hay bắn dầu khó chịu. Thứ ba, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người dùng. Kalaki 12 được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ, an toàn, thân thiện, có khả năng tự ngắt khi quá nhiệt. Ngoài ra, nồi còn trang bị nút đỏ thông minh, phụ kiện hỗ trợ dễ dàng lấy thực phẩm ngay cả khi vừa chiên nướng. Thứ tư, tiện lợi khi vệ sinh. Bên cạnh đó, khi mua Kalaki 12, bạn có thể sở hữu chọn bộ phụ kiện hỗ trợ cùng sách công thức vạn món ngon. Vỉ nướng hay nướng dầu không bám bụi đồ ăn khi phủ chống dính ceramic cao cấp, cửa kính dễ dàng tháo rời, vệ sinh sau đun nấu giờ đây chẳng còn là trở ngại đúng không nào. Phụ nữ hiện đại chẳng ngại vào bếp khi đã có siêu phẩm Kalaki 12. Liên hệ mua hàng ngay hôm nay qua hotline 1900 1850 hoặc website kalaki.vn để hưởng giá mua ưu đãi, miễn phí giao hàng toàn quốc và nhận những phần quà siêu khủng từ nhà Kalaki.